Những năm gần đây, việc tuyển dụng giáo viên ở các trường học gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nhiều trường thiếu giáo viên đứng lớp. Để khắc phục tình trạng này, các nhà trường triển khai nhiều giải pháp, trong đó giải pháp chủ yếu là ký hợp đồng với giáo viên mới ra trường, giáo viên đã nghỉ hưu, liên kết với giáo viên trường khác và động viên giáo viên dạy vượt số tiết quy định. Năm học này, trường Trung cơ sở Thống nhất huyện Gia Lộc có 16 lớp với gần 630 học sinh. Hiện trường mới có 25 giáo viên đứng lớp, trong đó có 3 giáo viên hợp đồng. Trường còn thiếu 3 giáo viên các môn toán, ngữ văn và tiếng Anh. Mặc dù trường cũng đã mời giáo viên nghỉ hưu đứng lớp, nhưng do thủ lao thấp nên khó thực hiện. Để hoạt động dạy và học diễn ra bình thường, trường Trung cơ sở Thống nhất đã hợp đồng với các sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vận động giáo viên dạy tăng tiết và liên kết với giáo viên các trường khác, thậm chí bố trí cán bộ quản lý đứng lớp. Chúng tôi lại phải liên kết với lại cả tìm các giáo viên ở trường, ví dụ như môn tiếng Anh thì chúng tôi tìm cả trường tiểu học, trường đại học và trường cấp 3. Bất kỳ trường nào mà có giáo viên trống những buổi mà người ta có thể lên lớp giúp chúng tôi được thì chúng tôi cũng mời về trường để dạy giúp những cái tiết trống tiết thiếu. Trường tiểu học Đông Xuyên, huyện Ninh Giang cũng trong tình cảnh thiếu giáo viên trầm trọng. Trường có 17 lớp với gần 500 học sinh, nhưng chỉ có 25 giáo viên, thiếu 5 giáo viên so với chỉ tiêu giao. Công tác tuyển dụng giáo viên ở trường này cũng gặp nhiều khó khăn. Năm 2022, trường đăng ký tuyển dụng 3 giáo viên, nhưng không có hồ sơ ứng tuyển. Năm nay, tiếp tục đăng ký tuyển 3 giáo viên, nhưng hiện mới có một hồ sơ ứng tuyển. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, trường tiểu học Đông Xuyên ký hợp đồng với giáo viên mới ra trường và giáo viên đã nghỉ hưu. Là nhà trường đã thực hiện hợp đồng với các cô giáo, trong đó có các cô giáo mới ra trường, có cô giáo đã nghỉ hưu. Cái thứ hai là nhà trường đã động viên tạo điều kiện cho đồng chí nhân viên thư viện được đi học đại học sư phạm. Và theo kế hoạch thì hết năm 2023, đồng chí nhân viên thư viện sẽ hoàn thành cái khóa học này, và đây là cũng để đáp ứng được đủ giáo viên. Cùng trên địa bàn huyện Ninh Giang, năm học này, trường Trung cơ sở Nghĩa An cũng đang trong tình trạng thiếu giáo viên. Trường có 17 lớp với hơn 700 học sinh, nhưng mới có 25 giáo viên đứng lớp. So với chỉ tiêu còn thiếu 2 giáo viên, trong khi đó còn thêm một số giáo viên nghỉ thai sản. Trường Trung cơ sở Nghĩa An cũng đã ký hợp đồng với một số giáo viên mới ra trường, giáo viên nghỉ hưu và vận động giáo viên dạy vượt tiết. Nhưng khó khăn là không bố trí được kinh phí trả cho giáo viên dạy vượt tiết. Việc mà giao chỉ tiêu vào giao ngân sách từ đầu năm không đáp ứng được cái việc mà các nhà trường phân công lao động và phân công cho giáo viên dạy. Đại đa số giáo viên dạy 19 tiết là đều phải dạy kiêm nhiệm rất nhiều những cái tiết khác, nghĩa là dạy vượt 19 tiết. Và như vậy thì nhà trường đã phải huy động tất cả các nguồn lực để mà dành cái số tiền để mà chi trả hỗ trợ cho những giáo viên vượt 19 tiết ấy. Năm 2023, các trường công lập trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.240 giáo viên nhân viên. Hiện có hơn 1.000 người đủ điều kiện dự thi vòng 2. Hy vọng rằng sau đợt tuyển dụng này sẽ giảm bớt áp lực về tình trạng thiếu giáo viên của các trường học.